Đây là toàn bộ khu vườn nhà em sau khi đã được chuyển sang giãn ra, chuyển sang khu vườn mới thì cây thì đã rất là thoáng rồi. Vẫn là chật nhưng mà chúng ta cũng là thoáng lên rất là nhiều so với trước. Trước thì nó thật tín là nó đen đan vào nhau và không lớn được. Và hiện tại thì nó đã được giãn ra. Đây, toàn bộ là em đã giãn ra cái khu vườn mới, rộng khoảng 500 mét vuông. Đó, giãn rất là nhiều ở khu bên kia. Thì thực ra là bên này mới được thoáng như vậy. Nói là trong cây thì nó rất là nhàn. Tất nhiên là cái thu nhập về mọi cái như nhà em bây giờ là hai vợ chồng em sống chủ yếu bằng nghề cây, nghề cây hoa lan này thôi. Đó, nhưng bên cạnh đó thì em cũng có chăn nuôi, nhưng chăn nuôi chỉ là ở mức cải thiện. Nhưng mà để so sánh thì phải nói rằng là cái cây lan thì nó rất là nhàn các bác ạ. Các bác đi vắng các bác có thể 1-2 ngày các bác không tưới không sao cả. Nhưng con vật mà các bác chăn nuôi mà các bác không cho nó ăn thì nó kêu không chịu đâu. Mùa này thì là mùa chuẩn bị làm mầm nên là các bác cố gắng rắc bả sen vào cây. Đó. Bả sen em dùng là bả sen nước thần rất là hiệu quả. Các bác rắc thời điểm này và vòng sau đến rắc thì rắc xong thì các bác bắt đầu kích làm mầm. Năm nay thì mầm lên hơi là sớm. Nên là một số cây đã lên mầm được khoảng 2-3 sen rồi. Và các bác kích thêm để nó khai thác được hết cả các mầm. Và sau đó thì chuẩn bị cho tháng 5 tháng 6 rực rỡ mùa hoa.